Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nói về thế giới trên mạng, những cái gọi là social media, gọi là giống như Facebook, Twitter và những cái chỗ khác. Mình là Đen, nhưng mà tới từ Tiền Canami, kênh về đầu tư, tư duy hay nhất tại Việt Nam. Thì bất cứ một cái sàn nào, cái hệ thống nào giống như Facebook nha, hay là Twitter, hay là YouTube, hay là những cái hay là TikTok thì nó đều có những con robot nó tương tác với mình. Tại sao người ta làm vậy? Thì con người thường thường á là nó đi theo đám đông. Cũng giống như một ví dụ. Trước đây ông chú của Daniel, ông có một cái night club ở bên LA, bên California, Los Angeles. Thì cái night club của ông á là nó là cái night club lớn nhất ở LA. Và cứ mỗi đêm là ông mướn người, ông mướn được khoảng có 10 người đứng xếp hàng ở ngoài trước khi ông mở, ông cho người ta vô. Cái night club nó tới 3 tầng lận. Thì ông trả cho những người này 10 người xếp hàng. Thì lúc cái giờ xếp hàng thì khoảng có 9 giờ chứ 10 giờ xếp hàng, 10 giờ tối. Thì những cái bạn trẻ sẽ lái xe đi vòng vòng kiếm chỗ cái night club nào mà đông nhất thì đi vô nó. Đúng không? Thì những bạn trẻ sẽ lái vòng vòng và lúc nào người ta cũng tới cái nightclub của ông hết á. Mà ít nhất là những cái bạn mà chưa bao giờ tới đó lần nào hết. Thì lái ngang qua thấy chỗ này nó đông thì người ta cũng tới trả tiền rồi đứng xếp hàng. Trả tiền rồi đứng xếp hàng. Sau khi thu được khoảng có 100 người, đúng không? Rồi ông mới cho nhân viên cho những cái người khách hàng đó vô. Và lúc mà người ta vô trong đó thì cái nightclub nó trống vắng. Nhưng mà người ta đã trả tiền rồi thì bây giờ người ta phải nhậu nhẹt, bia rượu thì mình bán trong đó luôn. Thì nó cũng giống như vậy, là cũng giống như những cái nền tảng này, giống như TikTok, giống như tại sao mình tạo ra một tài khoản mà ok, những ngày đầu nó rất là nhiều người vô like mình, tạo bạn với mình. Nhưng thường thường những cái đó có số đông, cái đó là những cái con gọi là con robot, những tài khoản giả, để nó tạo cho bạn cái cảm hứng là ồ, đây có rất là nhiều người theo đuổi mình, để cho mình tạo cái cảm giác là ồ, có rất là nhiều người thích mình, like mình. Và sau một thời gian dài thì mình sẽ làm những cái video chủ yếu là để lấy được những cái like, cái thích và những cái tim, chứ không phải là về cái giống như cái content của cái thông tin bạn muốn truyền đi, không phải là cái thông tin của bạn muốn truyền đi những cái thông tin tốt cho xã hội. Nhưng mà chủ yếu là bạn làm những cái video vớ vẩn để bạn lấy được những cái thích và tìm.